Dạ thưa Đại Đức, con mới đi lễ Phật được gần một năm. Con rất chịu khó tụng kinh niệm Phật, nhưng gần đây có một vị Phật tử bảo con là chỉ nên niệm Phật thôi, chứ tụng kinh mà tụng sai hoặc thiếu một từ là tội gấp mấy lần. Con hoang mang quá vì có lần sơ xuất con cũng tụng nhầm một vài từ, kính mong Đại Đức bố thí chỉ dẫn cho con. Xin thưa các vị, cái câu này tôi đọc này tôi mới nhớ hồi đó cái chuyện cô ba cháu gà. Hồi nhỏ tôi có đọc cái cuốn nhỏ nhỏ như thế này, mỏng mỏng, đó là chuyện cô ba cháu gà. Đối với tuổi trẻ 9-10 tuổi đọc cái này hấp dẫn dữ lắm. Cái trong đó đó, cô ba cháu gà, thật ra cái đó không phải là Phật giáo gì cả, bây giờ mình được biết. Ở trong đó kể cô này chết đi sống lại và kể cái chuyện âm phủ. Thì trong vô số điều kể đó có điều kể là như vậy: mấy ông thầy đi tụng kinh mà đi tụng đám đó, mà tụng mà ăn gian, mà tụng thiếu người ta, cái bản kinh đó tụng thiếu câu thiếu chữ gì đó, thì mai này xuống địa ngục, diêm vương đốt đèn dương đom đóm gì đó, nó mờ câm không thấy đường gì mà gán mà tụng những cái điều đó để trả cái nghiệp cho tụng kinh thiếu. Thật ra cái điều này nó y chang như vậy. Sự thật các vị, việc đó không bao giờ có ở trong Phật giáo của chúng ta. Chắc chắn rằng không bao giờ có. Cái này là các vị tự mơ hồ nghe ở đâu mà đặt ra điều này. Chúng ta đọc kinh nhảy là chuyện bình thường. Mấy ông thầy tu ở chùa nè cũng nhảy như thường thôi, chứ đừng có nói là các vị Phật tử. Như vậy mấy ông này ở chùa tội hơn mấy người cư sĩ nhiều, bởi vì mấy ông tụng nhiều hơn các vị. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, kể chuyện này tôi mới nhớ có một câu giáo dục như thế này. Ngày xưa tôi hay giảng trong các bài là tôi nói các vậy: chúng ta có con cái đó khi còn nhỏ, đúng không? Nó ăn cơm đổ cái chúng ta nói: con à, gắng lượm cơm vô ăn nghe con, hạt cơm quý lắm á, cha mẹ làm cực khổ đó, phải biết tiết kiệm này kia kia ngon, con nhớ đổ lượm ăn. Nó lượm không? Nó không hiểu được cái gì trong cái câu mà mình nói chăng á. Nhưng mà các vị nói à, mày nghe, ăn cơm một hộp mà đổ mà không lượm vô ăn nghe, mới mốt chết xuống địa ngục là ăn dòi đó nghe con. Lượm không? Lượm quýnh quán liền chừng. Có phải vậy không? Cái này là nó giống giống như vậy. Muốn con mình tiết kiệm phải phương tiện mà dạy nó. Nó nhỏ quá nó không ý thức được những lời dạy như một đạo đức thánh thiện gì hết. Nhưng mà mình mang một hình ảnh để ẩn dụ để dạy nó. Nghe một ấn tượng như thế này, suốt đời nó đổ cơm nó lượm lên ăn, nó biết tiết kiệm. Cái câu này mang cái nghĩa là muốn con tiết kiệm mà phải vận dụng điều này. Như vậy việc tụng kinh cũng vậy, giúp cho chúng ta có chánh niệm và càng có chú ý trong cái việc lời kinh tụng thì cái hiệu quả của mỗi thời kinh tốt hơn. Còn tụng sơ suất hay không, tùy mắt, tùy miệng, tùy tư duy các vị có kịp những câu chữ hay không. Tụng sót chẳng có tội gì. Cái điều là một sự thật. Tụng trọn vẹn thì ví dụ phước 10, mà tụng nhảy tùm lum tà la, tụng trật tùm lum hết trơn do chúng ta không rành về chữ, thì thay vì người ta tụng ta được phước 10, mình tụng phước có 3 hay là phước có 5 mà, chứ không thể nào có tội được. Điều này là điều chắc chắn. Tu mà tội hơn thì thôi để tôi ở nhà tôi ngủ sướng hơn tôi đi chùa tụng kinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói rằng tụng một thời kinh không được phước nhiều thì cũng phước ít. Có tụng 3 chữ được, 4 chữ mất gì đó, tùy cái con mắt và cái miệng của mỗi người. Nhưng có thể cái đó giàu không trọn vẹn, phước báo vẫn có, chứ không thể nào tội hơn được điều này. Đây là một loại giáo dục mà nó có tính cách nguy hiểm. Nếu không khéo, chúng ta đem đạo Phật đẩy xa với quần chúng như thế này. Tôi đến chùa cái gì cũng tội hết, vậy tôi ở nhà tôi ngủ đi chưa sướng hơn tôi nằm coi tivi cho tôi khỏi tội. Mắc gì tôi đến chùa cái gì cũng tội chứ vậy. Đến chùa thế này tội, thế kia tội, ăn chay kiểu này tội, kiểu nọ tội. Tội vô số điều. Mà tội ở đây do các vị tự đặt ra, chứ không phải ông Phật nào dạy cả. Các vị tự vẽ bùa, các vị đeo, các vị tự văn bẫy, các vị nhảy, các vị làm cho quần chúng tự hiểu lầm và cách xa với Phật Pháp. Tu khó quá, tu diễn tội, vô đây thế này thế kia. Như vậy tôi ở nhà ngủ sướng hơn, mắc gì tôi vô chùa. Đây là cái dạng nó giống như vậy. Thành ra một cái sự tùy tiện
của người nào đó nói về Phật pháp như thế này là làm xấu đi với Phật pháp chứ không có tốt đẹp gì cả. Mình tưởng mình nói như vậy mình tôn Đức Phật lên cao, tôn kinh điển lên cao, nhưng thật ra mình đang làm giảm mất đi sự hành trì kinh điển của tất cả các quần chúng đó mà mình không hay. Ai chắc gì tụng thời kinh tôi tụng hết, tôi không chót chữ nào đó. Mà nếu mà sót như vậy thì tôi bị tội gấp đôi gấp ba lần thôi, vậy tôi đừng có tụng. Đi bán không có lời thôi, mà bán lỗ bán làm gì, thôi để vốn nó gửi ngân hàng lấy tiền lời chút đỉnh ăn. Xin thưa các vị, đó là như vậy đó. Thành ra những câu như thế này, những người nói như thế này là nói hoàn toàn sai, sai 100% với Phật pháp luôn. A Di Đà Phật.